Ok, và đây là kênh TikTok của vợ mình. Còn đây là doanh thu ở trong tháng gần nhất được khoảng hơn 300 triệu. Và mức thu nhập của vợ mình từ cái kênh này là tầm khoảng 15-20% so với doanh thu. Hello và welcome mọi người quay trở lại với YouTube channel của MeaShare. Và đây là một channel giúp cho các bạn học tất tần tật kiến thức về marketing và kinh doanh tự do. À, sắp tới mình còn chia sẻ thêm về Creatorpreneurs và Lifestyle. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất có thể để các bạn có thể dấn thân vào lĩnh vực là làm tiếp thị liên kết ở trên TikTok Shop. Và đối với mình, đây là một lĩnh vực cực kỳ tiềm năng trong năm 2023. Và có rất nhiều bạn, kể cả bản thân mình hay là vợ mình hay là các bạn mentee, những các bạn mà tụi mình đang hướng dẫn ấy, thì cũng tạo ra thu nhập từ 1.000 đô một tháng trở lên. Và con số này là một con số rất khả thi, đặc biệt là đối với người mới vẫn có thể làm được trong vòng 1 đến 2 tháng. Thì mình sẽ cố gắng làm sao để đúc kết được những kinh nghiệm nó sâu nhất và cũng như là chia sẻ cho các bạn từng bước một để tụi mình có thể dấn thân vào lĩnh vực này một cách an toàn và cũng như là tạo ra kết quả mà các bạn có thể thấy ngay được nha. Tất nhiên là video này sẽ rất là chi tiết, cho nên là các bạn giúp mình là nếu được thì có thể là lấy giấy bút ra hoặc là các bạn có thể note lại ở đâu đó trên Notion chẳng hạn để có thể rút nhặt được những cái kinh nghiệm của mình nha. Trước khi mà đi vào phần hướng dẫn chi tiết á, thì mình muốn dành một chút thời gian để chia sẻ về cái lý do tại sao cái việc làm tiếp thị liên kết nó lại tiềm năng, và đặc biệt là tiềm năng ở trên nền tảng TikTok, TikTok Shop vân vân. Thì các bạn hình dung như thế này nha, TikTok hiện tại đang là một xu hướng, và cũng như rằng là có rất là nhiều người, người ta lên trên TikTok để người ta kinh doanh, để người ta giải trí hoặc là để người ta xây dựng thương hiệu cá nhân vân vân. Cái này thì ai cũng biết rồi, và mình đã có những cái video hướng dẫn về TikTok rất là nhiều và cũng như là đạt được những cái lượng view rất là ổn. Điều đó chứng tỏ cho cái sự tiềm năng của TikTok. Tuy nhiên, để mà phân tích về lý do cái thị trường về affiliate, tức là tiếp thị liên kết, nó lại bùng nổ trên TikTok như vậy, thì các bạn có thể suy nghĩ một khía cạnh là ở trên TikTok nó sẽ có hai cái dạng đề xuất nội dung đúng không? Với dạng đề xuất nội dung giải trí, thì khi mà các bạn làm nội dung mà người ta coi đi coi lại nhiều lần và người ta tương tác với cái nội dung của bạn thì bạn lên view. Còn thứ hai là nội dung thương mại, tức là khi mà các bạn làm nội dung mà có nhiều người ta click vào, người ta mua hàng á, thì nội dung của bạn lên view. Và với cái cách đề xuất như vậy á, thì những cái bạn mà làm seller, tức là làm nhà bán hàng, hoặc là những cái bạn nào mà làm tiếp thị liên kết, các bạn review sản phẩm hoặc là các bạn chia sẻ nội dung sâu về sản phẩm, thì sẽ có cái cơ hội tiếp cận được rất là nhiều người và cũng như là tạo ra một số lượng đơn hàng rất là lớn trên mỗi một video hay là trên mỗi một cái livestream của các bạn. Chính vì lý do này mà TikTok nó tạo ra một cái thu nhập khá là lớn cho những bạn làm tiếp thị liên kết. Cái điều mà những cái bạn làm tiếp thị liên kết trước đó ở thị trường Việt Nam rất là khó để có thể đạt được những con số đó với một cái khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng. Thông thường những bạn làm tiếp thị liên kết ở thị trường Việt Nam á, các bạn hay làm blog, các bạn hay làm YouTube hoặc là các bạn xây dựng một cái funnel sale, nó rất là phức tạp và cũng như là mất khá nhiều thời gian để đạt được kết quả. Tuy nhiên với TikTok Shop thì các bạn đạt được cái con số này nhanh hơn rất nhiều chính do cái thuật toán đó. Nhưng mà nhanh thôi thì nó chưa đủ, nó còn dễ nữa các bạn. Tại vì giống như là những bạn affiliate khác mình đã nói rồi, các bạn xây dựng ra hệ thống nội dung, các bạn làm những cái nội dung rất là phức tạp và cũng như là các bạn đầu tư công sức, thời gian, cả tiền bạc vào trong đó rất là nhiều, một khoảng thời gian khá là lâu để các bạn có thể make được money. Nhưng với TikTok Shop thì các bạn làm những cái video review nó khá là dễ, và nó cần những cái nội dung chân thật, mà chính những cái nội dung chân thật đó các bạn có thể quay bằng điện thoại, các bạn có thể làm những cái video nó đơn giản hơn, làm những cái nội dung nó dễ làm hơn, và từ đó cái việc của các bạn kiếm tiền nó không còn khó như là những cái bạn làm affiliate trước đó ở thị trường Việt Nam nữa. Tất nhiên mình chỉ nói ở thị trường Việt Nam thôi nha các bạn, ở thị trường nước ngoài nó có những cách làm khác mà mình sẽ nói trong những video sau. Cách để mà các bạn có thể tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết ở trên TikTok, trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tham gia mở chỗ hàng để mà làm tiếp thị liên kết được. Tại vì cái này đôi khi có nhiều bạn vẫn không biết, cho nên mình phải nói trước khi mình hướng dẫn cho các bạn những cái bước làm ở trong quy trình. Thì để mà mở được chỗ hàng á, thì thông thường đơn giản nhất á, là các bạn sẽ có một cái kênh TikTok và các bạn có 1.000 follower. Thì khi mà các bạn có 1.000 follower thì phía TikTok họ sẽ gửi cho bạn một cái lời mời để mở giỏ hàng. Còn không á, thì các bạn nếu mà các bạn muốn kiểm tra được là các bạn có nhận được lời mời chưa, hoặc là các bạn mở được giỏ hàng chưa, đủ điều kiện chưa, thì các bạn có thể vào cái phần cài đặt, chọn công cụ dành cho tác giả và chọn TikTok Shop dành cho nhà sáng tạo. Thì ở đây nó sẽ hiển thị lên cho các bạn là các bạn có những cái điều kiện như thế nào, và nếu mà cái nút đăng ký các bạn bấm được á, thì lúc này các bạn đủ điều kiện rồi, các bạn chỉ cần bấm đăng ký thôi thì cái giỏ hàng nó sẽ xuất hiện. Lúc này khi giỏ hàng xuất hiện rồi á, thì các bạn chỉ cần add sản phẩm vào là được. Tuy nhiên là có một số bạn muốn nhanh hơn, hoặc là các bạn muốn là kiểu như là không cần 1.000 follow vẫn có thể làm được cái giỏ hàng đó, thì các bạn có thể nhờ một cái bạn nào đó có cái tài khoản seller center, tức là cái bạn tài khoản của nhà bán hàng, và nhờ cái bạn đó gửi cho bạn một cái lời mời để tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết, thì cái giỏ hàng của bạn nó cũng được mở luôn. Hoặc là một cái thủ thuật nữa là các bạn tạo ra một kênh khác, sau đó các bạn
tự đăng ký cái tài khoản Seller Center ở trên TikTok để mà đăng ký thành nhà bán hàng á. Rồi khi mà các bạn làm nhà bán hàng rồi, các bạn up sản phẩm lên rồi á, thì các bạn sẽ mời lại cái quyền cho cái kênh tiếp thị của các bạn, tức là cái kênh làm tiếp thị liên kết của các bạn để các bạn được mở. Nhưng mà cái cách này thì đối với mình nó hơi phức tạp, đôi khi cần nhờ một cái là được cái gì. Tất nhiên vẫn có một số trường hợp các bạn sẽ được mở giao hàng rất là sớm, tức là chưa cần tới 1.000 follower mà TikTok đã gửi cái lời mời đăng ký hoặc là mở giao hàng cho các bạn rồi, thì đó là những cái trường hợp mà các bạn làm những cái kênh nội dung mà nó phù hợp với cái định hướng của TikTok trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là TikTok Shop. Ví dụ như là những kênh mà family review đồ gia dụng, hay là những cái kênh mà các bạn review sản phẩm, hoặc là những cái kênh mà các bạn có hướng đến người dùng, hướng đến cái giá trị thương mại cho người dùng, hướng đến sản phẩm cho người dùng, vân vân, thì TikTok sẽ dựa trên những cái dữ liệu đó mà có thể mở cho các bạn cái giao hàng sớm hơn là cái dự kiến. Vậy thì những cái concept hay là những cái nội dung như thế nào được gọi là phù hợp để các bạn có thể triển khai tiếp thị liên kết ở trên TikTok Shop? Thì đối với mình nha, trước hết là cái concept liên quan tới review rồi, chắc chắn 100%. Khi mà các bạn làm những nội dung mà review sản phẩm, ví dụ như là review trong ngành làm đẹp nè, review thời trang, review đồ gia dụng, review những cái đồ ăn vặt nói chung, review về những cái cuộc sống xung quanh các bạn, cuộc sống ở Úc, review cuộc sống ở nông trại, nông thôn, Tây Nguyên, đồng lúa, biển búa gì đó, bla 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 bla, thì review sẽ là cái nội dung mà cực kỳ tiềm năng để các bạn làm trên TikTok Shop. Tất nhiên là có rất là nhiều người, người ta làm review, có hàng trăm kênh review, hàng ngàn kênh review ở trên TikTok. Và các bạn, nhiệm vụ của các bạn khi mà các bạn làm sáng tạo nội dung là các bạn phải làm sao để cho cái cách review hoặc là những cái dòng sản phẩm review của các bạn nó được đặc biệt nhất. Và cái loại kênh thứ hai là cái loại kênh mà kiểu giống như là mini vlog, có nghĩa là các bạn làm ra những cái kênh mà giống như tâm sự cuộc sống của các bạn, quay lại những cái cuộc sống chân thật của các bạn và có kể những câu chuyện cuộc sống đó. Và từ những cái nội dung mà các bạn kể những câu chuyện cuộc sống đó, các bạn đem những cái sản phẩm có liên quan vào và gắn link affiliate để các bạn kiếm tiền hoa hồng. Ngoài ra thì vẫn có một định dạng nữa là định dạng kiểu giải trí, gia đình, tình huống này nọ thứ, giống như là Phủng Long Family chẳng hạn. Thì với cái định dạng này nó đòi hỏi các bạn cần có tính giải trí hơn và cũng như là làm nội dung nó thiên về giải trí và vẫn có thể gắn link lập affiliate được, có nghĩa là từ những yếu tố giải trí đó các bạn lồng ghép sản phẩm vào. Nhưng đối với mình nha, định dạng này là một định dạng khó chứ nó không phải dễ, bởi vì nó đòi hỏi cái sự sáng tạo của bạn ở cấp độ cao hơn và cũng như là đòi hỏi cái sự các bạn đưa cái sản phẩm vào nó tinh tế hơn và nó mang lại cái giá trị nhiều hơn. Nhưng bù lại với cái định dạng này thì ngoài cái việc là các bạn ăn được tiền affiliate thì các bạn vẫn có thể ăn được thêm cái tiền booking từ phía nhãn hàng nữa, nó sẽ tăng cái thu nhập của các bạn lên nhiều hơn. Rồi ok, sau khi mà các bạn đã biết được tiềm năng của tiếp thị liên kết ở trên TikTok Shop, các bạn cũng biết được những cái concept, những cái kiểu kênh mà nó phù hợp với làm tiếp thị liên kết cũng như là cách để các bạn có thể tạo được cái giỏ hàng khi mà các bạn mới bắt đầu rồi, thì bây giờ sẽ là quy trình chi tiết từng bước mà các bạn có thể dùng nó để bắt đầu một cái kênh TikTok Shop cũng như là cái kênh tiếp thị liên kết của các bạn. Bước đầu tiên và nó cũng là bước quan trọng nhất, bước này thì nó sẽ quyết định cho cái thu nhập tương lai hoặc là cái sự thành công trong tương lai của các bạn luôn, đó là cái bước xác định mục tiêu. Và khi mà các bạn xác định mục tiêu á, nghĩa là các bạn phải xác định rõ một cái đích đến cho cái kênh tiếp thị liên kết của các bạn. Tất nhiên thì các bạn nào mà làm tiếp thị liên kết thì cái mục tiêu rõ ràng của các bạn là tiền, đúng không? Nhưng mà tiền nó là một phần thôi, đến cuối cùng thì các bạn phải xác định một cái giá trị lâu dài cho kênh của bạn hoặc là một cái hướng đi lâu dài cho kênh của các bạn. Tại vì nếu như các bạn chỉ kiếm tiền ngắn hạn, các bạn làm 1-2 tháng sau các bạn bỏ thì mình không nói rồi, nhưng cần phải biết được rằng con đường lâu dài đó để cho cái việc thực thi từng cái video của các bạn sẽ có động lực hơn. Và khi mà các bạn đạt được những cái cột mốc nó dài hơn á, thì cái thu nhập của các bạn nó không còn là 1.000 đô nữa, nó có thể lên 5.000 đô, nó có thể lên 10.000 đô, vân vân. Vậy thì khi mà các bạn xác định mục tiêu nha, thì thường thường nó sẽ có ba cái kiểu dạng mục tiêu sau đây. Dạng mục tiêu một là dành cho các bạn nào các bạn muốn kiếm tiền 100% từ tiếp thị liên kết thôi, tức là các bạn không làm booking, các bạn không làm gì hết, chỉ muốn làm review sản phẩm và chỉ muốn kiếm tiền hoa hồng từ tiếp thị liên kết. Thì khi mà các bạn đặt cái mục tiêu đó thì cách làm nội dung của các bạn lúc này nó sẽ khác. Bạn có thể giống như là Hà Linh gì đó, các bạn sẽ nói là tôi sẽ không nhận booking, tôi sẽ không nhận gì từ nhận hàng hết, tôi xài sử dụng sản phẩm như thế nào thì tôi nói như thế về sản phẩm, và cũng như là tôi sẽ đưa cho bạn những cái review chân thật nhất về sản phẩm để từ đó cái người dùng người ta có thể mua hàng tốt hơn, và cũng như là cố gắng săn cho họ những cái voucher, những cái deal giảm giá, vân vân vân. Tóm lại là tập trung hết vào tiếp thị liên kết, không cần phải làm gì quá nhiều, không cần thương hiệu cá nhân, không cần booking, vân vân. Rồi, dạng mục tiêu số 2 là những mục tiêu mà các bạn sẽ cân bằng giữa việc là vừa làm affiliate và vừa làm booking, tức là nhận những cái deal tài trợ từ phía nhãn hàng. Thì với dạng mục tiêu này thì ngoài cái việc review ra, các bạn có thể làm ra những cái video giải trí hoặc là các bạn có thể làm cái định dạng như kiểu là mini vlog á, có nghĩa là lúc này các bạn sẽ là những cái người mà gây sức ảnh hưởng và cũng như là vừa có thể review sản phẩm và vừa có thể đưa ra những cái thông
thông điệp truyền tải, giúp cho nhãn hàng có thể truyền tải cái thương hiệu của họ, vân vân. Và dạng mục tiêu số 3 là dạng mục tiêu dành cho những bạn nào các bạn vừa muốn kiếm tiền từ affiliate marketing, vừa muốn xây dựng một cái thương hiệu cá nhân cho các bạn, để từ cái thương hiệu cá nhân đó bạn có thể kinh doanh những cái sản phẩm về sau, giống như là Phan Bảo Long vậy đó. Anh Phan Bảo Long thì hoàn toàn có thể vừa làm affiliate, vừa làm seller và vừa bán những cái sản phẩm có liên quan tới chương trình khóa học, vân vân. Thì cái dạng mục tiêu này là dành cho những bạn nào giống như là các bạn làm trong lĩnh vực tư vấn, các bạn làm trong lĩnh vực giáo dục, hoặc là các bạn cần xây dựng cái nhân hiệu của mình ở cấp độ cao hơn, các bạn trở thành một KOL chứ không còn là một KOC đơn thuần nữa, thì các bạn có thể đặt cái dạng mục tiêu này. Nói tóm lại, ba cái dạng mục tiêu này nha, nó không có đúng và không có sai, nó chỉ có sự phù hợp hay là không phù hợp thôi. Có những bạn thì các bạn phù hợp với việc lập app thôi, có những bạn thì các bạn muốn đi xa hơn, các bạn muốn trở thành KOL, có những bạn thì các bạn muốn tăng cái thu nhập của mình lên bằng việc cả làm booking và cả làm affiliate nữa, thì nó tùy vào cái lựa chọn của các bạn. Nhưng các bạn hãy nhớ là mỗi một lựa chọn nó sẽ có một con đường và cách đi khác nhau, cho nên là phải chọn đúng cái con đường mà phù hợp với các bạn trước đã, nó phù hợp với cái nguồn lực và đôi khi là phù hợp với sở thích của các bạn nữa. Và thông thường thì trong chương trình online mentorship 1-1 của mình á, mình có một cái chương trình là tư vấn và cố vấn cho các bạn muốn làm kênh TikTok hoặc là các bạn muốn kinh doanh ở trên TikTok. Thì trong chương trình này mình sẽ giúp cho các bạn mentee của mình đặt một cái mục tiêu đúng và lên một cái concept đúng. Cho nên nếu mà các bạn nào mà quan tâm tới một cái việc là có một cái người đồng hành như mình và ekip của mình để giúp cho các bạn đi đúng đường hơn, lên ý tưởng cho các bạn, lên concept cho các bạn, và cũng như là giúp cho các bạn đi nhanh hơn trên cái con đường là xây kênh, thì các bạn có thể là click vào cái đường link bên dưới để tham khảo chương trình của mình nha. Bước thứ hai, sau khi mà các bạn đã xác định xong cái mục tiêu của mình rồi á, thì mình sẽ qua cái phần liên quan tới lựa chọn ngách. Tức là trong cái bước này các bạn phải xác định cho mình một cái ngách ngành hàng mà nó phù hợp với các bạn. Và mình vẫn khẳng định với các bạn một điều luôn là không phải ngành hàng nào nó cũng phù hợp ở trên TikTok Shop. Tức là đối với một cái người làm tiếp thị liên kết á, thì các bạn phải lựa chọn những cái ngách ngành hàng nào mà có cái tiềm năng ở cấp độ là thị trường. Ví dụ như là các bạn lên trên những cái shop, các bạn tìm những cái sản phẩm khác nhau, các bạn tìm những cái shop khác nhau. Ví dụ mình nói là ngành làm đẹp đi, thì chắc chắn là khi các bạn tham gia vào ngành làm đẹp, các bạn sẽ có một list những cái danh sách những cái TikTok shop ngành làm đẹp. Các bạn coi coi họ có bán được nhiều hàng ngành làm đẹp hay không, các bạn coi coi trong cái shop của họ có bao nhiêu đơn hàng cho mỗi một sản phẩm, vân vân. Thì đó là cách thông thường đơn giản nhất để mình đi nghiên cứu xem là cái ngành mà mình chọn, cái ngách mà mình chọn á, có nhiều sản phẩm hoặc là những cái sản phẩm đó nó có bán được nhiều hàng hay không. Và nếu như mình đã xác định là cái ngách này nó có tầm khoảng mười mấy, 20 hoặc là cả 100 sản phẩm, và mỗi một sản phẩm đó có rất nhiều sản phẩm họ bán được 1.000, 2.000 đơn hàng, thì nghĩa là đây là ngách tiềm năng mình có thể dấn thân vào. Nhưng một cái ngách mà nó có thị trường không á thì nó chưa đủ. Cái quan trọng là các bạn cũng phải coi lại chính bản thân các bạn xem là các bạn có thích cái ngách đó hay không, các bạn có yêu thích những cái dòng sản phẩm đó hay không, và các bạn có đam mê hoặc là các bạn có đặt một cái tâm thế, một cái thói quen là các bạn hay mua những cái dòng sản phẩm ở trong ngách đó hay không. Bởi vì sao? Nếu như bạn không có đam mê, nếu như bạn không có cái sở thích á, thì cái review của các bạn hoặc là cái đánh giá sản phẩm của các bạn á, nó không được chân thật nữa, nó bị giả và nó không có chiều sâu. Cũng như là thông thường như các bạn mà làm tiếp thị liên kết, các bạn mới bắt đầu á, thì các bạn làm gì được nhãn hàng tài trợ sản phẩm đâu. Các bạn phải tự mua sản phẩm mà, các bạn phải tự đầu tư sản phẩm để mà các bạn review mà. Cho nên bản thân các bạn phải có đam mê trước, các bạn đã có những cái sản phẩm đó trong nhà rồi thì các bạn sẽ có lợi điểm hơn rất là nhiều, và nội dung của các bạn lúc này nó sẽ hay hơn và nó sẽ an toàn hơn về cái mặt thu nhập cho các bạn. Bởi vì bản chất nha, là ở trên thị trường TikTok Shop có rất nhiều creator, có rất nhiều reviewer, có rất nhiều những bạn KOC, và cái tính cạnh tranh rất là lớn. Thì ngoài cái việc mà các bạn cạnh tranh với nhau về cái tính giải trí và cái việc các bạn cạnh tranh với nhau về cái nội dung, cái nhan sắc, thì cái chiều sâu trong cách mà các bạn đánh giá sản phẩm nó cực kỳ quan trọng để tạo ra cái lợi điểm cạnh tranh cho các bạn. Bước thứ ba, sau khi mà các bạn xác định ngách rồi á, thì mình sẽ đi qua tới việc là xây dựng một cái concept kênh. Concept là gì? Concept nó sẽ bao gồm những cái yếu tố giống như là key person, cái nhân vật trong kênh đó là ai, rồi cái visual tức là cái bối cảnh mà các bạn sẽ làm kênh, cũng như là cái định dạng video nó như thế nào. Thì nói về key person trước đi, các bạn phải xác định rõ cái nhân vật ở trong kênh đó, đặc biệt nó chính là bạn, đúng không? Nếu như mà các bạn làm KOC luôn, các bạn tự làm cái video cho các bạn luôn, thì các bạn xác định rõ nhân vật, tức là cái tính cách nhân vật này như thế nào, bạn là một cái người như thế nào, bạn muốn thể hiện như thế nào ở trên cái video đó, hay là cái cách nói chuyện của bạn thường ngày nó làm sao, có gì đặc biệt hay không, bạn chọn một cách nói chuyện như thế nào. Và cái thứ ba nữa là cái phong cách thời trang thường ngày. Ví dụ như là có những bạn mà các bạn tạo ra cái sự đặc biệt bằng cách là các bạn ăn mặc một cái lối gì đó nó dị biệt hơn hoặc là nó khác biệt hơn, giống như là ông giáo review chẳng hạn, các bạn mặc bộ đồ ông giáo lên để các bạn review, thì các bạn có thể mặc một bộ đồ cổ trang khác, các bạn
bạn review, hoặc là các bạn có thể mặc đồ cô thôn nữ nào đó trên núi để các bạn review, các bạn mặc áo dài các bạn review vân vân. Có nhiều cách để các bạn tạo ra cái sự khác biệt trong key person, nhưng nó phải đúng với bản chất con người của bạn, hoặc đôi khi nó sẽ làm quá lên để tạo ra cái tính giải trí trong video thì cũng được. Rồi, có key person xong thì các bạn cũng phải xác định luôn cái visual, tức là cái bối cảnh mà các bạn sẽ review sản phẩm hay là tạo ra những cái nội dung mini vlog chẳng hạn như vậy đi. Thì các bạn phải xác định một cái bối cảnh, ví dụ như là bối cảnh trong nhà, trong căn hộ của các bạn, hay là bối cảnh ở những cái khu vườn ở dưới quê của các bạn vân vân. Chọn một cái bối cảnh nó càng đặc biệt càng tốt. Và cũng như là các bạn phải chọn cho mình một cái định dạng kênh, có rất nhiều cái định dạng khác nhau. Ví dụ như là định dạng tâm sự chia sẻ, là các bạn chỉ ngồi nói về sản phẩm hoặc là ngồi kể những câu chuyện riêng của các bạn, hay là định dạng mini vlog, các bạn sẽ quay những bối cảnh hoạt động trong nhà của các bạn, sau đó các bạn lồng thoại vào, hay là định dạng review thuần luôn, các bạn đưa sản phẩm lên rồi các bạn quay chi tiết từng cận cảnh những cái vấn đề của sản phẩm, hay là cách sử dụng sản phẩm, đánh giá sản phẩm vân vân. Đấy, với bản thân mình thì mình biết đâu đó tầm khoảng 7-8 định dạng lần, nhưng mà ba cái định dạng lúc nãy mình liệt kê á, thì mình nghĩ là nó phù hợp với cái lĩnh vực tiếp thị liên kết nhất. Đến bước thứ tư là các bạn sẽ bắt đầu làm video từ những cái sản phẩm hoặc là những cái chất liệu mà hiện tại các bạn đang có. Tất nhiên là lúc này các bạn cần phải đầu tư vào mặt sản phẩm nha, hoặc nếu an toàn hơn là các bạn đã có những cái sản phẩm đó ở nhà rồi và các bạn sẽ đem ra để các bạn làm mini vlog, các bạn làm sản phẩm vào, hoặc là các bạn làm review chi tiết về cái sản phẩm đó để các bạn đăng tải video đó lên. Và mình sẽ có một vài cái lời khuyên mà khi các bạn làm video á, là các bạn chỉ nên làm những video đâu đó tầm khoảng từ 30 giây cho đến 60 giây thôi, cũng như là các bạn làm với cái tần suất một tuần từ 3 cho đến 5 video là đẹp nhất. Về thời gian đăng video thì các bạn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều đâu. Thông thường nha, các bạn chỉ cần đăng vào giờ trưa hoặc là giờ tối là nó ok rồi. Đừng có đăng cái giờ mà người ta không có ai xuất hiện ở trên TikTok, ví dụ như 12 giờ đêm, 12 giờ sáng là được rồi. Các bạn không cần phải quan tâm quá nhiều đến cái việc là có những cái giờ đăng bài hay là giờ vàng này nổi thứ, cái chuyện đó nó không có tồn tại thực sự trên TikTok đâu các bạn. Bước thứ năm là sau khi mà các bạn đã làm video thì các bạn sẽ đăng tải những video đó lên. Các bạn đăng đâu đó tầm khoảng 5 cho đến 10 video đầu tiên thì các bạn có thể giúp mình là có thể dành một cái khoản ngân sách nhỏ nhỏ để các bạn set một cái con quảng cáo, chạy quảng cáo tăng follow á, để các bạn tăng cái follow kênh lên, và từ đó các bạn sẽ dễ được mở cái giỏ hàng TikTok shop hơn. Và tốt nhất nha là các bạn chỉ nên đăng 5 video xong rồi chạy quảng cáo liền luôn, để những cái video sau các bạn còn gắn link giỏ hàng. Do là khi mà các bạn làm những cái video mà các bạn không gắn link giỏ hàng á thì cái khả năng các bạn ăn view nó sẽ thấp. Mình sẽ nói lý do tại sao nha. Bởi vì khi mà các bạn làm video mà có nhắc đến sản phẩm á, thì buộc á, là các bạn gắn link giỏ hàng, và sau đó có người ta click vào, người ta mua sản phẩm đó thì cái video của các bạn nó mới tăng view. Còn lại nếu như các bạn làm video mà không gắn link giỏ hàng á, thì thông thường cái video đó nó phải mang tính giải trí, hoặc là cái video đó nó phải mang tính tranh luận. Cho nên thông thường đối với mình 10 video đầu tiên các bạn có thể làm giống như kiểu là so sánh những cái sản phẩm, hoặc là đánh giá chê, hoặc là các bạn phân tích là cái lý do tại sao bạn không dùng cái sản phẩm đó, gọi là chê thì hơi kỳ, bởi vì bạn phân tích những cái lý do tạo ra cái sự tranh luận thôi. Thì trong 5 video đó các bạn sẽ dễ ăn đề xuất hơn rất là nhiều, và các bạn chạy quảng cáo cũng sẽ dễ lên hơn. Từ đó thì các bạn sẽ có cái lượng follow vừa đủ để các bạn có thể gắn được giỏ hàng. Và khi gắn được giỏ hàng rồi thì lúc này các bạn mới bắt đầu có thể làm affiliate một cách nghiêm túc và nó chính thống được. Bước cuối cùng là khi các bạn duy trì cái nhịp độ làm video, tạo ra những cái nội dung mà có liên quan tới sản phẩm, review sản phẩm hoặc là mini vlog lồng ghép sản phẩm xong, và các bạn có được một cái kết quả từ 5 cho đến 10.000 follow, thì các bạn lúc này nên bắt đầu nghiêm túc trong cái việc là đi tìm những cái seller, tạo mối quan hệ với seller và xin sản phẩm từ phía của seller, như cách mà mình đã làm ở trên Facebook. Mình có một cái bài post ở đây để xin sản phẩm đồ gia dụng này, hoặc là mình có thể là lên trên những cái TikTok shop đó, mình có thể là tìm những cái sản phẩm nào mình cảm thấy ok và họ có một cái chính sách là tặng sản phẩm cho cái người review á, thì các bạn có thể lên đó để các bạn lên xin sản phẩm. Từ đó thì các bạn sẽ có một cái nguồn lực về sản phẩm nhiều hơn để tạo được nhiều cái nội dung sáng tạo hơn. Ok la, và trên là một cái quy trình chi tiết để các bạn có thể dấn thân vào trong cái lĩnh vực liên quan tới làm tiếp thị trên TikTok shop. Tất nhiên đối với quy trình này thì các bạn chỉ có thể viết nó ra và bắt đầu lập kế hoạch được thôi, còn cái việc làm tốt được hay không nó sẽ phụ thuộc vào cái năng lực sáng tạo nội dung của các bạn nữa, cũng như nó phụ thuộc vào một chút cái yếu tố liên quan tới cái năng lực bẩm sinh á, hoặc là cái tố chất của các bạn. Và trước khi mà kết thúc video này thì mình cũng đưa cho các bạn khoảng 5 cái lời khuyên quan trọng khi mà các bạn muốn dấn thân vào lĩnh vực, hoặc là các bạn muốn trở thành một cái người làm tiếp thị liên kết có cái mức thu nhập nó ngày càng cao lên, thì mình sẽ có 5 cái lời khuyên cơ bản nha. Lời khuyên thứ nhất là các bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm nào ở cái mức phân khúc giá từ 100.000 cho đến 300.000 thôi, bởi vì khi mà các bạn lựa chọn phân khúc sản phẩm cao quá thì cái khả năng các bạn sẽ bị khó bán.
như lúc đầu mình có nói, logic là người ta phải click vào link, người ta mua hàng thì view các bạn mới tăng trưởng được. Nếu các bạn chọn sản phẩm với giá cao, người ta không mua ở trên link TikTok shop được, người ta không có click vào link đủ nhiều á, thì cái view của các bạn nó không tăng trưởng, nó sẽ khiến cho các bạn rơi vào cái thế là cực kỳ khó để mà phát triển nội dung kênh hoặc là phát triển cái follower của các bạn luôn. Rồi lời khuyên thứ hai là các bạn làm KOC hoặc các bạn làm affiliate luôn phải lấy cái người dùng của các bạn làm trọng tâm, chứ không phải là chỉ đơn thuần là các bạn cố gắng nói nhiều về sản phẩm để các bạn kiếm tiền. Tại vì cái người dùng của các bạn sẽ là cái người mà nuôi các bạn về sau này, cho nên khi mà các bạn cầm một sản phẩm lên thì các bạn review hoặc các bạn lồng ghép vào video á, thì các bạn phải giúp cho họ có được một cái nhìn rất là chi tiết về cái sản phẩm này, với cái đánh giá rất là sâu và nghĩ đến họ một chút xíu, và nói cho họ biết rằng là bạn đang nghĩ đến họ cho nên bạn mới review những cái này. Đôi khi là các bạn cũng có thể là nhờ các đơn vị seller, những nhà bán hàng á, bạn xin voucher từ phía họ, hoặc là đi xin săn voucher từ phía TikTok shop vân vân, hoặc đôi khi có thể tặng những cái sản phẩm đi kèm cho họ nữa, để từ đó các bạn xây dựng một cái sự kết nối đủ sâu với cái người dùng của các bạn, và cũng như là luôn luôn đặt trong cái tâm thế là truyền thông cho họ biết rằng là họ, bạn đang nghĩ tới họ rất là nhiều. Giống như là Phạm Thoại đi, Phạm Thoại lúc nào khi mà bạn ấy lên một cái phỏng vấn hoặc là bạn ấy lên một cái livestream, bạn ấy đều nói là tôi đang rất là quan tâm tới cái việc mua hàng, nếu mà sản phẩm không chất lượng là tôi không bán, hoặc là tôi sẽ đền tiền cho các bạn, hoặc là tôi sẽ trả tiền cho các bạn nếu mà sản phẩm tôi bán nó không có ok vân vân. Thì đó là cách mà Phạm Thoại đang muốn nói cho cái người dùng của Phạm Thoại rằng là tôi đang quan tâm tới bạn rất là nhiều. Thì chính bản thân các bạn làm KOC, các bạn làm tiếp thị liên kết, các bạn cũng phải nói lên những cái điều đó, giúp cho người dùng biết rằng là họ mua hàng từ cái lời giới thiệu của các bạn đó, nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ có được những cái đánh giá nó chân thực hơn, thì từ đó cái con đường của các bạn nó sẽ trở nên rộng mở và nó dài. Lời khuyên thứ ba của mình là ngoài cái việc mà các bạn làm những cái video đăng tải lên trên kênh TikTok của các bạn để các bạn kiếm affiliate thông qua việc gắn link á, thì các bạn vẫn phải phát triển thêm một cái kỹ năng nữa, đó chính là livestream. Tại vì ở trên TikTok hiện tại, chính nền tảng TikTok và chính những cái đơn vị đang làm việc với TikTok và chính bản thân tụi mình đều nhận thấy rằng là TikTok boost và hỗ trợ rất nhiều cho những cái chương trình livestream. Họ hỗ trợ từ voucher, họ hỗ trợ từ việc đề xuất view, thậm chí là họ hỗ trợ từ việc là chạy ad cộng cái tiền ad đó vô cho những cái bạn streamer để cho các bạn có được cái lượng view tăng lên luôn. Thì nếu như các bạn không livestream thì khả năng là các bạn sẽ bị tụt hậu rất là nhiều, và cũng như là nếu các bạn không livestream, các bạn cũng sẽ không có truyền thông được cái thông điệp của mình sâu sát hơn đến với cái người mua hàng của các bạn về sau. Và livestream nó là con đường tương lai, và mình nghĩ rằng là chỉ trong khoảng 2-3 năm nữa thôi, livestream nó sẽ giống như livestream ở Việt Nam nha, nó sẽ giống như thị trường Trung Quốc vậy, nó trở thành cái nghề cực kỳ hot luôn. Cho nên là cũng phải dành cái sự tâm thế, cái sự đầu tư của mình cho cái công cuộc livestream nữa. Lời khuyên thứ tư là các bạn cũng phải nên cố gắng tạo một cái mối quan hệ sâu sắc với nhiều cái seller, đặc biệt là những cái seller nào mà họ đang bán hàng tốt, những cái seller nào mà đang có thương hiệu, thì các bạn nên tạo mối quan hệ với họ, giúp đỡ cho họ, giống như là mình cố gắng làm thêm 1-2 video cho họ, hoặc là tạo ra cái sự kết nối, các bạn có thể networking. Tại vì khi mà các bạn có cái mối quan hệ sâu với seller thì có khi là bạn sẽ nhận được những cái deal, những cái sự hỗ trợ về voucher cho chính cái người mua hàng của các bạn trên kênh của các bạn luôn, hoặc là có những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm mà độc lạ nào đó mà seller họ phát triển ra, họ cũng sẽ có dành cái sự ưu tiên cho các bạn. Thì từ đó các bạn sẽ rất là dễ để mà có được cái nhiều cái thu nhập hơn, hoặc là nhiều cái nội dung, nhiều cái sản phẩm để các bạn có chất liệu sáng tạo nhiều hơn. Chưa kể nha là TikTok hiện tại đang phát triển thêm một cái tính năng nữa là chính bản thân seller họ có thể tạo ra những đánh giá, tức là họ có thể đánh giá 1 sao, 2 sao hoặc là 5 sao đối với những bạn KOC hoặc là những cái bạn reviewer. Cho nên là bản thân các bạn reviewer, các bạn làm tiếp thị liên kết thì cũng nên cân nhắc cho cái việc là làm sao mình đừng có tạo cái hiềm khích đối với những bạn làm nhà bán hàng nữa. Đó là một tạo ra một cái sự nguy hiểm rất là lớn. Và lời khuyên cuối cùng của mình ấy, đó là cái sự khác biệt các bạn. Nghĩa là khi mà các bạn, dù là các bạn làm TikTok, các bạn làm YouTube, các bạn làm sáng tạo nội dung cho bất kỳ một cái nền tảng nào đó để tiếp thị liên kết hoặc là để kinh doanh nói chung cũng được, thì các bạn cũng cần phải có một cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt này nó đến từ cái cách mà các bạn làm nội dung, nó đến từ cái phong cách của các bạn, đôi khi nó đến từ cách nói chuyện, hoặc đôi khi nó đến từ cái flow làm nội dung của các bạn, nó tạo ra cái điểm nhấn cho cái người xem. Thì tất nhiên không phải bạn nào cũng tạo ra được sự khác biệt ngay lập tức trong lúc mà các bạn mới làm video, nhưng trên cái hành trình mà các bạn làm á, trên cái hành trình mà các bạn phát triển nội dung từng ngày á, phải nghĩ lại xem là mình có thể làm được cái gì thêm để mà nó khác hay không, để mà nó độc lạ so với những cái người làm sáng tạo nội dung khác, những cái người làm review khác hay không. Phải luôn đặt cái tâm thế đó để giúp cho bản thân của mình mỗi ngày phải có cái sự khác biệt và có cái sự cạnh tranh ở trong đó. Thì cái tư duy như vậy nó mới giúp cho các bạn có thể sống lâu được trong cái lĩnh vực làm tiếp thị liên kết. Tại vì bản chất của làm tiếp thị liên kết, mình vẫn khẳng định lại, bản chất của tiếp thị liên kết bây giờ nó vẫn là trở thành nhà sáng tạo nội dung, và sáng tạo nội dung nó là yếu tố cốt lõi luôn nha các bạn. Ok, và video này của mình đến đây nó là hết rồi, và cũng như là đây sẽ là những cái
kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm cơ bản, căn bản nhất để cho các bạn dấn thân vào trong cái lĩnh vực tiếp thị liên kết ở trên TikTok Shop. Mình hy vọng rằng là ít nhiều nó cũng có hữu ích cho các bạn rồi nha. Và nếu như các bạn cần tìm hiểu sâu hơn về mình thì các bạn có thể là ấn vào nút subscriber, tức là các bạn đăng ký kênh YouTube này, hoặc là các bạn tìm hiểu mình ở trên fanpage, follow mình ở trên fanpage, hoặc là tìm hiểu mình về những cái chương trình online mentorship để mà có thể giúp cho các bạn phát triển được nội dung ở trên các kênh social media nha. Còn mình là Maya. Bye.